Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy cái gì nha? Cái cục hàng nè các bạn. Mấy cái cục hàng mà mình gửi đi các bạn á, xong mà quên trở về. Cái lý do á bạn. Cái lý do là cái này là không phải là gọi là bơm hàng nhưng mà không có đâu các bạn. Anh em là ủng hộ mình nó này phải nói là rất là nhiệt tình luôn á. Mình tiện đây thì trước tiên là mình cảm ơn anh em đã ủng hộ mình mà mua cái đám hồng mộc mai rồi quyết long lum lá bạn. Nhưng mà lý do mà cái đơn hàng mà đem về này nè là lý do là cái chỗ mình mới làm đầu tiên ở đây nè bạn, anh em ở đây cũng mới làm lần đầu, thành ra ghi cái số điện thoại các bạn nó lộn á. Nó ghi về nó lộn tùm lum các bạn, lộn đồ này đồ kia là gửi không đi ra gọi không có được các bạn, thành ra anh em có người thì nhận không được, gọi đó là phiền hà với mình quá trời luôn. Có anh em thì đó là hai đơn luôn tùm lum tùm la hết các bạn. Thành ra là sẵn dịp đây thì mình quay cái này mình chia sẻ cho các bạn là mấy anh em mà bữa hổm mà mình không có gửi hàng được mà gọi cho mình á, thắc mắc là đó tại sao mà hàng mà không tới, là lý do là này nè bạn, lý do là lộn số điện thoại bạn ơi. Tức là mấy đứa nó mới làm các bạn, mới làm lần đầu tiên thì ra lộn tùm lum hết trơn. Thì hôm nay cây nó quên trở về rồi, để mình coi cái ngày đi coi nè. Các bạn thấy là shipper gọi không được rồi các bạn, phải gọi lại hoàng lắm chứ nè, thuê bao gì nè các bạn thấy không đó, tức là không có gọi được các bạn. Thành ra là những cái số điện thoại này là những số điện thoại bị lộn các bạn, ghi bị lộn số bạn ơi, thành ra là gửi không được. Chứ anh em là ở đây không có bơm hàng mình đâu, cái này là do là gọi không được các bạn ơi ha. Thì để mình coi cái ngày gửi coi, cái số tiền ở đây nè, này hồng ngọc mai nè. Cái ngày này là ngày 26 tháng 11 các bạn. Bữa nay mấy tháng 12 đó bạn, 26 tháng 11. Bữa nay là 16 tháng 12 các bạn. Các bạn tưởng tượng được không, 26 tháng 11, 16 tháng 12, vậy là nhiêu, 20 ngày đúng. Các bạn tưởng tượng 20 ngày cái cây của mình nè. Đây, 20 ngày các bạn. Từ bữa giờ là hoàng về cũng lâu rồi. Nhưng mà bữa giờ mình đi về trên Tây Ninh đó các bạn, mình mới quay xuống ở đây Sa Đéc các bạn. Thì mới quay xuống mình kêu nghe nó để lại nguyên trong cái thùng nè. Để mình xuống mình quay lại cho bạn xem á là bao nhiêu ngày cái cây mình không bị hư. Thì cũng có một số anh em á cũng có nhận hàng bị héo các bạn. Héo thì cũng phàn nàn nói với mình là cái cây héo không biết nó có chết không. Thì mình cũng có nói với anh em là cái cây héo nhưng không sao đâu, cứ trồng đi, chừng nào chết á thì cứ gọi lên cho mình gửi cây khác mình cho anh em ha. Thì tiện đây thì mình cũng chia sẻ cái cây mà gửi về đó là nó không bị hư nữa mà thường bị nó lên cỡ này nữa mà nè. Đó, đây cây nữa nè, cái này cây gì đây nè, thường bị luôn nữa đó. Thường quy huyết long mà nó ở trong cái vỏ mà nó cũng còn ra màu huyết nữa đó các bạn. Cái này đúng ra nếu mà cái cây thường là nó trắng tươi luôn các bạn. Cây thường là trắng tươi đó, nó là huyết long nhưng mà nó ở trong cái vỏ mà nó còn màu gì nữa. Đó thì mấy cây này là mấy cây nhỏ đó bạn, không phải cái bự đâu. Mấy cây như mấy cái nhỏ nè. Đó, tiếp theo lại đây gì đây? Đây nè các bạn. Hồng ngọc mai, đây nè. Cây nhỏ đó, thấy không? Cây nhỏ luôn nè. Đó, hồng ngọc mai mà đợt sau các bạn nói hết cái bự lấy cái nhỏ luôn nè. Và thấy nó lên nè. Lên trắng nhách luôn rồi ha. Không hư các bạn, đây nè. Đó, huyết long nó lên cỡ này nè. Thì các bạn tưởng tượng đi. Các bạn nói là nó héo nó giờ hư nó không hư đâu. Nè, nó héo nó rụng lá xong nó rụng lên đó bạn. Nè. Đó, không có cây nào chết thì nó nguyên hết, thử coi có cây nào bị hư không ha. Tức là 20 ngày các bạn. 20 ngày mới ghê nè. Đầu con này nó ủ trong này là ủ hơi luôn rồi nè. Đó bạn được tưởng không? Hết lá. Đó, rụng cái lá này bắt đầu nó lên nữa bạn. Đây nè, nó đâm lên nó ra rễ luôn ra. Cái người ta mua kêu lửa hết nhánh cho chùa nhánh người ta là cái chủ. À, cái anh đó chủ này nè. Cái anh nào mà nói mà lấy còn nguyên nhánh nè, không biết cái anh nào đó lộn số nữa bạn, gọi không được nè. Đó, hồi bữa hổm ảnh có gọi cho mình nữa, ảnh nói sao mà chợ hoài không có hàng. Mà rốt cuộc là nó nằm mì trong đây các bạn thấy nè. Nó ủ này nó đây nè, tâm mầm lên rồi nè. Ồ, độc đáo không bạn, không hư nha. Đó các bạn thấy không nè, làm sao mà hư được các bạn. Nó đâm lên phà ca hết trơn rồi. Cây này cũng cây nhỏ nè, hồng ngọc mai nhỏ, quyết long nhỏ các bạn.
hồng một mai nhỏ luôn hay gì đó. Ở hồng mai lớn, bước lông nhỏ. Rồi, tiếp theo. Chỗ bầu rồi. Nè, nó ăn ra, nó mọc ra các bạn. Ló cái bầu ra ngoài luôn. Đó, trong cái thùng này thì có thể nó bị hư nè. Là lý do là cái này là nó không kín đó bạn. Nè. Ồ, cái này có thể hư nè. Lý do là cái này nó khô các bạn. Khô à, cái này khô. Tại vì quá lâu rồi. Mở cái này. Được. Cái này còn có thể nè, các bạn thấy nó sống lại không? Đó, nè. Và cái này cũng sống lại luôn nè. Đó, bạn thấy nó đâm nè. Này rất lông lớn nè. Đó. Thấy không? Có thể cái cây này nằm trên nhất là xem cùng cây này nó thơ nè. Là cái này là do là cái vỏ nó bị không có kính rồi bạn. Ha. Đó, độc đáo không? Khô queo ha. Nhưng mà cái cây này có thể là u nó teo lại luôn rồi. Khô rồi. Cái này còn được nè, hai cái này. Đó, cái đó là nó rụng lá xuống hầm hơn, cái này là ok luôn. Trời ơi, này còn sống đâu bạn. À cái trời. Mọc lên chưa? Đó. Rồi, tiếp theo nó coi. Nè, quyết lông lớn các bạn. Rồi, tổng cộng là được mấy cái quyết lông nữa, tí nữa mình coi coi. Bạn nào có muốn lấy quyết lông là mình có thể ship này đi lại vẫn còn kẹp nữa bạn. Đó. Đây. Hai cây héo queo. Nhưng mà nó vẫn lên các bạn. Lên bình thường nè. Nè các bạn thấy không? Nó khô vậy mà nó vẫn đâm, nếu mà các bạn tưởng tượng được từ bữa giờ 20 ngày mà ấy nó chết rồi. Đó. Mà thấy không? Vậy thì khi mà bữa hổm có bạn nào mà nhận cây đó mà nói là nó héo héo á thì mình nghĩ nó không sao ạ. À, đâm lên cho. Tại vì cái lồi này nó sống mạnh lắm bạn, mà khi mình để trong đây là do cái này nó bị mình có một lớp giấy đó bạn. Chứ nếu mà nằm trong thùng xốp thì không bao giờ hư luôn. Á, à, thùng này còn có phải bị hư với thùng xốp hư đâu bạn. Nhưng nó vẫn lên nè, thấy không? Đó, thì các bạn thấy là à, bữa hổm các bạn cứ sợ nó chết không à. Đó, héo các bạn sợ chết. Thử coi. Đây. Đó, này lên dẫn lên. Này các bạn. Nè. Các bạn thấy không? Lên nè, trắng đôi luôn. Cái này. Này nó chắc liền quá. Khô bầu quá. Đây nè, lên nè. Lên. Đó, các bạn thấy nó lên, nó ngoài cái đọt. Đây thì các bạn thấy nè, sống quá. Này quá nước nó sống. Vẫn còn sống các bạn. Đây. Quyết lông. Chỉ có con quyết lông là mạnh nhất à, tại vì con quyết lông là trong cái bầu này nó còn ướt nhiều nữa bạn. Bạn nhỏ quá nó khô. Ha. Đó, độc đáo không? Thôi cái này khẩu ship lại đi. Cái này trồng rồi đấy bạn. Ha. Chứ nó mất sức quá, ship đi ship nữa chắc nó hư. Bây giờ mình lấy làm trồng lại đi. Trồng cái này là nay mai là mình làm một cái clip riêng. Tổng cộng đó chút mình để này tổng cộng nhiêu cây ha. Cái mình trồng riêng ngày mai là mình ship riêng nó đẹp quá. Đó. Rồi con nè, nó lên này. Đó, đấy các bạn. Quá dữ luôn. Rồi. Tổng cộng đếp bao nhiêu cây. Rồi mình trồng lại luôn các bạn. Chắc không ship luôn, thôi đừng ship đi. Trồng lại đi. Trồng lại để ngày mai cho nó bự bự cái mình làm chân dài, làm cho nó đẹp đẹp cho mình ship cho các bạn thêm một lần nữa chơi. Ha. Đó, còn bạn nào muốn thích cái này thì tại đi. Mình sẽ trồng lại các bạn. Ha, 2, 4, 6, 8, 9 cây. 9 cây quyết lông à? Hồng hồng mai thì nhiêu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Đây cây nó là 10 quyết lông. Vậy là 10 quyết lông, 13 cây hồng hồng mai. Đó. Này độc đáo các bạn. Từ bữa giờ đó mình về trên Tây Ninh đó bạn. Rồi nói chung là ship Hoàng trở về đó cũng lâu rồi. Bữa giờ để đây mình kêu mẹ nó để đây cho mình. Tặng mình xuống mình mới làm clip quay cho bạn xem chơi. Với lại sẵn dịp đó là để cho bạn biết được là cái cây mình đi á nó có bị hư hay không á trong thời gian dài đó bạn. Thì nói chung là nó vẫn còn sống á. Cái hồng một mai thì có thể nó mất sức tí nhưng mà nó vẫn còn sống bạn. Còn cây quyết lông sống tốt luôn rồi. Thành ra không biết là các bạn lấy về mấy bữa mà có héo héo đó. Không biết các bạn trồng không biết làm sao ha. Thì mình mong là cũng các bạn trồng lại nó cũng sống đi. Còn nếu mà chừng nào mà nó không sống thì bạn có thể gọi lên cho mình chụp hình gửi mình đi. Mình gửi là cái khác chứ không sao chứ. Mình cây nhà lá vườn các bạn. Chứ không phải là cái gì đâu. Rồi thì
Hôm nay thì chia sẻ các bạn mấy cái cục hàng mà lộn tùm lum tùm la không tính dễ các bạn. Nay mai chắc chắc đợt này thì đợt đầu tụi nó mới làm các bạn, thật ra nó hơi rối tí. Nay mai cố gắng ghi số điện thoại cho nó chính xác chút, thì có bạn mà không có nhận được thì cũng thông cảm cho mình ha. Đó. Thì nay mai mình có làm những cái lô mới thì các bạn ủng hộ thì mình tiếp. Thì hôm nay chia sẻ các bạn cái những cái cây mà trong cái thùng mà để lâu ngày 20 ngày đó bạn không hư ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Mình xin chào và hẹn cái video tiếp theo ha.